Đặng chưa đóng sạch nhóm sạch cái kẻ đóng sổ múa đóng giường trời ơi trời bất ngờ quá đặng không hay biết gì mà ngủ mà chết luôn không biết gì á đâm vô cái chỗ cái ốc hay không đâm mới sao rồi nó búa quết kéo và cái vô sâu mà chết chứ cái con này bà đóng rồi bà đâu biết đâu đâu biết gì đâu có ngủ tại vì mình đang ngủ thử mà vợ chồng này cái ý đồ nó là nó giết bà nó ngủ quá hứa cho này là đột vàng bà cái con gái bà mới gửi về 1 tỷ mấy thấy gì mà bỏ trong cốp xe của bà. Tí La Cà Lâm chào mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì hôm nay đó các bạn, thì Tí La Cà Lâm thì có xuống ngay chỗ huyện Tân Bình đó các bạn, thì kế bên là chợ Má Tấu đó, thì của tỉnh Vĩnh Long. Thì hồi trong Tết các bạn thì có một vụ tai nạn cũng là chấn động ở huyện Tân Bình, tỉnh Vĩnh Long nha. Thì một người phụ nữ đó các bạn thì đã bị một người đàn ông là đã là chặt đầu, chặt tay, chặt chân, mổ bụng nha, rồi phân tán ra những cái ra thành 8-9 khúc vậy nha. Thì người đàn ông đó các bạn thì khi mà giết một người phụ nữ đó rồi thì là đã chặt ra là đã là dục xuống dưới cái con sông này đó, con sông này đó các bạn. Thì hôm nay các bạn thì Tí La Cà Lâm cũng có nghe người dân nơi đây nói á, là đã là tìm được những cái là người đàn ông đó chặt người phụ nữ đó đi ra đó các bạn, thì chặt ra dục tùm lum chỗ. Mà ngày hôm nay thì nghe nói lại thì đã lụm đầy đủ hết rồi. Thì để hôm nay đó các bạn, thì Tí La Cà Lâm sẽ dẫn cho các bạn đi vô là sẽ nghe những người dân nơi đây kể lại là lụm những bộ phận gì đó cho mọi người cùng nghe nha. Các bạn thấy là giấc giờ các bạn, thì đây là nước ròng nha đó, mà nên các bạn thấy là một cái con sông này là nó cũng rất là thẳng nha, nhưng mà hai bên là toàn là dừa nước không à. Đó, Tí La Cà Lâm đứng ở trên một cái cây cầu đúc đó, Tí La Cà Lâm quay xuống cho mọi người cùng xem nha. Đó, nước ròng mà cái con sông này ròng thì nó cũng không có được cạn sát nha, nó cũng vẫn còn nước. Cô cái bà mà bị mà chặt cái đầu với cái tay là chặt cái đầu bà ở đâu không? Thấy ở dưới không? Mình chỗ mấy cái chậu không? Biết không, cái đó không biết rồi, nhưng mà chặt cái đầu ở trên đây nè, nghe người ta nói. Đầu ở trên cầu luôn dưới là chết đầy đủ hết rồi. Là ở đây là đi lên chảnh gần không? Chỗ cái đầu quá. Gần. Chết đầu luôn dưới đây chảnh đụng cái đầu. Khoảng 2 phần chưa tới cầu dưới. Phía bên kia bên sông. Bộ nghe nó hôm nay vớt đầy đủ hết hả? Đầy đủ hết. Cái giò nổi dây. Cái giò nổi trôi về nhà người ta ngồi sao ta thấy người ta má ra là ăn bắt thì vớt rồi vớt thì chỗ nhà người du đây chạy khoảng 2-3 cái nhà phía sông bắt dừa. Rồi cái mình nhất. Rồi cái mình nhất được chưa? Cái mình ở ngoài ngã ba thầy Hạnh, mà cái tay á thì ngoài nghĩa trang liệt sĩ. Ủa vậy là vớt mình đầy đủ hết vậy? Ủa vậy sao mà người đủ hết rồi. Vậy sao ta không vớt chưa đầy đủ ta? Tại vì hồi lúc vớt cái tay chưa có cái mình. À. Sao lại mới ra ngoài thầy Hạnh cái mình. À. Đó thì đó mới đủ. Ủa rồi rồi vậy là bây giờ là chôn tùm lum chỗ ha. Đâu có vết nhiều thì ta bỏ vô quách ta chôn, người ta cầm đầu tay dò gì đó công an nó làm dấu khi nào đủ thì dồn vô. Mà có anh thì chị có túng, còn ba đứa con ở bên Mỹ về mà không biết có liên hệ công an xuống hay gì thì không biết. Giàu quá trời hết con. Giàu với kiều Mỹ mà chị bả già 62 tuổi, ưng thằng này mới có 46 tuổi, thằng này nó làm nghề gốm, chắc còn cũng giỏi. Nói chị bà cũng nói là gia đình đâu có chịu, không chịu thằng này. Bà nấu nữa, bà không nghe lời, hai người dẫn nhau đi xuống này. Ghê à. Xuống này người sao? Chết thì chết, không nói gì đi nha, còn chắc còn phanh, sao
ghê quá. Dạ. Cái ông này cũng về dạng tay hết luôn. Dạng tay không có dám làm vậy chứ. Mày thẩm khốt không à, thẩm thị vợ mấy ngày thẩm gian thẩm nghe. À, cũng như là các cái giò là ổng tháo khớp ra. Tháo khớp rồi. Chứ là cái tay thì cũng khớp. Cái mình thì cũng khớp khớp không à. Chứ là không có phải chặt ha. Không, không phải chặt. Tại vì tỷ mà mình mà chặt là người ta nghe. Ta nghe. Nên là thích mình giúp từ mình. Nên là ổng tháo khớp rồi ha. Tháo khớp. Khôn ghê ha. Làm như vậy. Đó. Khớp rồi. À, ông này ông không sợ ông giữ thì quê ở Cà Mau. Còn bà này nghĩa là ở quận nhất thành phố. Trời ơi. Hai căn nhà nhất dân ba với cô chị Kiều Mỹ. Trời ơi. Mà cái bà này dòng này là đó chắc nói đồng ở trên thành phố á. Người gia đình của bà không hiểu mà hai người dân gì đã ở. Nó mua nhà đó. Ủa mà con nghe nó hô là chưa tìm được hai cái đùi luôn á. Vậy là hai cái đùi là cũng tìm được đúng không? Tìm đủ hết. À cũng hay quá. Phải nói là công an Vĩnh Long mình hay chứ. Bà lúc mà người ta hầu nghi cắm cửa bỏ nhà đó, yeah. Công nhận này nó cũng ghê ăn liền xuống rồi. 3 ngày nó chưa đi. Vết cái giò nó cũng vẫn chưa đi. Vết cái đầu nữa mới đi. Ghê vậy trời. Vết cái đầu lên bả mỗi ngày bả mỗi thì nhìn người ta nói bà mày quen, người ta phát hiện đó cái nó dọn xe đi xuống Bến Tre trốn công an nữa bộ vô đó, nó có gì ở trong chứng minh nhân dân mình có gì chip chip à, cái con chip thì mình đi đâu là nó biết hết, nó là biết chờ tại nó gọi điện nó tới vợ bị tai nạn như vậy đó, kêu nó về, nó đang ở Cà Mau để nó về. Mà công an bộ nói nó chạy xe trên đường Bến Tre biết hết trơn không? Biết xuống dưới mặt về. Tại vì tôi lên vi tính người ta gõ, người gõ tên này vô là nó có một chiếc tờ với mình là đi công việc này ở đâu cơ mà. Bữa quay hiện trường dân coi đông quá, thì đem cái hình nộm xuống cho nó. Cái hỏi làm sao mà giết người chết người thẻo thì mạnh như vậy thì nó mới làm như vậy là phi tang cho nó phân hủy mau để nguyên cái hình đó lăng phân hủy cho chứ xong cho nó gã không ai biết gì tình thợ lặn xuống nó là cái búa cái dao kéo nó chặt nó bả đang ngủ chưa mà bả võ sư đó. Trời ơi, bả võ sư luôn hả? Võ sư mà bả chứ bùa lô ba dạ bả thờ lô ba không à. Bà này bà đang ngủ rồi, ổng vô ổng mấy luôn hay gì? Đang ngủ chưa à? Ổng xịt, ổng xịt cái cây ổng đắm cho ổ, búa đắm vừa. Ôi trời ơi, bất ngờ quá. Đang ngủ đâu hay biết, nhưng mà ngủ mà chết luôn, không biết gì á. Đắm vô cái gì chỗ cái ốc hay không? Đắm mấy sao rồi. Nó búa, búa, kéo, cho nó vô xong mà chết. Chứ cái con này bà đâu rồi, bà đâu biết đâu. Đâu biết gì đâu. Có ngủ, tại vì mình đang ngủ thử mà vợ chồng. Mày cái ý đồ là nó giết bà, nó cứ ngủ quá. Hứa chỗ này là rột vàng bà. Cái con gái bà mới gửi về 1 tỷ mấy. Mấy gì bà bỏ trong cốp xe ăn quả. Rồi nó trốn đi á. Thì nó nghĩ là nó chạy xe bà. Có tiền không ngờ nó quýnh lên trên chạy xe nó tiền còn lại nguyên trong cốp. À. Công an lợi tiền bỏ. Yeah. Nhưng mà vàng thì mất. Vàng nó lấy hết. Lấy hết vậy hả? Mà vàng cũng nhiều rồi. Mà thằng này nó cũng dở. Nó không có tiền phụ. Mới trong cái hôn 3 tháng con nó làm giấy tờ như kia bả là được gì. Mình thì hộ khẩu Việt Nam thì vậy đó, không phải Mỹ luôn á. Làm cho ổng luôn nặng trước 200 qua bệnh. Trời ơi, sướng vậy đó. À, bà mê. Bà bán 200 nhà rồi con gửi về xây máy. Bà nặng giống ra, nặng phi tan rồi nặng có của. Đấy bà giết bà rồi sao mà đâu có lấy được. Bà vậy. Trời ơi, để thời gian hai chồng ta đi qua Mỹ ngon ha. Ngon chết. Là tính ra ông
là có năm hai năm đó là ông cũng thủ tướng đó, năm hai năm đó là cũng má đúng rồi sáu sáu hai vô hình trong điện thoại đẹp lắm đó, năm hai mà đẹp lắm. Ủa nhưng mà bà bả sao con không thấy bà ta? Có hình bả ổng không mà. Có hình bả không? Bả nổi trên, ổng nổi dưới. Đây giờ biết ta lộ không biết ta nhỏ. Cái đó là như là một đôi trên mạng rồi, nó không có gì. Trong điện thoại gái tôi cũng có à. Bắt lên lúc đó bắt ai cũng coi. Chụp cái giò à, mới được đi với cái giò thì có chụp. Ghê á. Cái đúng rồi. Rồi cái sao lại nói ở Thủ Đức gì tùm lum hết trơn cũng có. Thủ Đức con có nghe chấn động cho nó nữa. Nhưng nó mỏi cho bao. Nhưng mà không có nổi bằng ở đây. Không nổi bằng ở đây. Ở đây từ đó giờ đâu nghe. Ở đây chấn động. Từ đó giờ đâu có chỗ nào mà gian như vậy mà tay giãn tay vậy. Thì khúc. Ủa. Mà nó mổ đi nghe nhau mổ. Cô. Nó lấy chùm ngược ra hết. Cắt hai ba khúc luôn, ruột nó cũng chặt luôn, gan cũng chặt luôn. Mà ngộ cái gan nó không nổi, mà gan gì một bữa thở lặn ở cái trái xuống lặn mò đó. Dính luôn không? Cái dao với cái lá gan. Dính luôn ha? Ừ, còn chìm. À, ủa nhưng mà cái lá gan là không có nổi đúng không? Không nổi, nó ngộ, nó nặng hơn hay sao á. Còn cái mình nó dùng đá. Đá? Dùng đá cho nó chìm. Ghê. Cùng lại cho nhà tới kia mà cả ba thầy ăn rồi. Ủa ông này là ý là ông có chuẩn bị trước không còn hay là ông tính toán chẳng thì tính toán hơn làm vậy rồi nha. Và mà giàu kéo cũng quá. Ông chuẩn bị sẵn hay là như cũng có ý đồ trước rồi. Bà này ngủ nhậu thịt về làm thịt luôn. Làm đó cũng như heo rồi còn gì nữa. Con có nhìn thấy là vừa bữa ai ăn hủ tiếu hay là gì đó là kinh lạc không dám ăn gì do heo đó. Nó chơi đó. Nó sợ cái chỗ heo. Ghê luôn á. Thì nghe mấy con kia nói trời thấy nó rồi tôi đi khỏi ăn gì vừa hủ tiếu heo luôn. Vậy mới vào thế luôn. Đầu tiên á vớt cái giò người công an đi về dài đem khăn giùm công an còn nói mà ở đông nó lợi nó phi tan chứ dân mình đây không ai dám hết đúng rồi bị chèn vớt cái đầu thì mấy ông khăn giùm tình cầu lông chuối chúng ta đây không có xa. Ủa cô nhưng mà cái đầu là của nó cũng dục ở dưới sông hay là dục trên cái bụi lùm ở dưới sông cái đầu cũng dục ở sông luôn dưới dạng nó châu rồi trên lông chuối là nước nó cạn nó nằm trên bãi trời ơi trời ghê vậy ta mà người nào mà bắt hiện đó chứ cái công an lúc đó đi còn mấy chục người mà thấy là đang ngừ công an hết thằng bị gì bả đi chạm mất tấu cái điều tra thôi bảo quan hệ với ai có cái thằng đó cũng hơi sớm nó nhậu chung với ổng mỗi ngày bị công an làm việc te tua hết trơn hai ngày liên tục hỏi đi đâu được hết trơn công an làm đúng rồi cái đó là người ta phải xác minh lại kỹ càng chứ người ta sợ có âm mưu đó bằng rõ rồi nhưng mà cái đầu mà còn tóc tai mà của nó dục đi xuống sông chắc dòm ghê lắm ha mà là người nào nó thấy cái đầu chắc cũng ghê lắm con à. Gì nó nằm trên mé bãi ở dưới bến người ta cũng bến người ta thấy trời ơi nhưng mà chứ, nhưng mà người đàn ông đi hay đường bà phát hiện không không biết à chỉ nghe nó cái đầu châu gì đó là công an lên ủa nhưng mà đúng là xe cũng ta chết rồi nó hú bầu gì đó kiểu như 3-4 ngày ủa cô nhưng mà đúng là cái đầu chìm chứ ta đúng không nước cạn nó nằm ở trên bãi nước cạn nằm trên bãi trình đó vậy là cái người nó thấy mấy cái đầu đúng là kiểu như ở dưới bến người ta thấy nằm trên bãi người ta báo công an lên lụm. Vậy là bây giờ mình đã tìm đầy đủ hết trơn cái người phụ nữ đó rồi ha cô. Xong hết rồi. Vậy là bây giờ là chỉ là chờ ngày để là mình tới ngày thanh minh rồi ta mấy con ta xuống. Cái đó dụ gia đình ta mình không biết. Dạ. Gia đình con ta có tiền ta lấy lặng gì ta thiêu. À. Thiêu người ta lấy cốt đi thì mấy.
Dạ. Trời ơi. Bỏ vậy giàu quá trời mà bây giờ sống không được. Mà người chị đó nha, ở giờ nó tặng cái này thì không cần ý mà nói nó không nghe. À vậy là cặp với cái ông này gia đình không chịu. Không chịu. Rồi có hai người bỏ xứ cho chị à. À dạ 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 hiểu rồi. Trời đất ơi. Hai người dẫn nhau đi. Dạ. Chết thì đăng trên mạng đó rồi người chị thấy xuống. Dạ. Con bên Mỹ về. Nhưng mà lúc mà chưa dán là hai chồng mình nó có cái cọ không con? Có biết đâu, bị đây thứ nghĩa cũng xa. Dạ. Chắc con cũng có cái gì nè nên nói. Mà bây giờ ví dụ có hỏi gì nữa nó cũng dành thần phải không cho nó đâu. Không nhưng mà không nhưng mà phải nói là cái ông đó công nhận ông là hay gan người mà giết người ta chết là khủng hoảng tinh thần rồi đâu có tinh thần nào mà mổ thịt miếng người mà ngồi nó làm hồi bữa dựng nghị trường 3 tiếng đồng hồ. Trời trời. Dọn xong xuôi máu ông á nó văng từ lưng tới chân phải dội rửa. Là ông làm 3 tiếng đồng hồ. Dẹp dọn xong hết trơn 3 tiếng đồng hồ mới xong. Ghê. Nó làm chuyện giả để hình nộm xuống đó người. Mấy người đi coi vắng đợi từ 3 giờ mà cho tới 5 giờ rưỡi tới thì xe về. À. Với người ta cũng lập hồ sơ gì đó cho mấy em về. À. Ghê lâu dữ hả? Ông An đông dữ lắm đông. Ghê thật. Chứ gần Tết mà nghe cái tình cũng ổn một. Rồi gần Tết rồi. Có hành 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 chính Tết rồi còn gì nữa. Dạ. Tết rồi. Ủa vậy là bà là... Chưa kịp ăn Tết. Ủa cái bà đó vậy là của mình lụm được hết là cách nay khoảng mấy ngày con? Nhớ nữa. Là cũng như là mình gom lại hết luôn ha. Ừ, ta tìm đầy đủ rồi, là đầy đủ thôi. Công an tìm hoài tìm nào đủ. Mà. Không nhưng mà đúng ra công an mình cũng hay tại vì của ổng chặt tùm lum hết trơn mà. Mà bà chặt thịt hay ông luyện. Trời ơi trời. Ghê thiệt chứ. Công nhận đó là can đảm. Dạ. Mới 46 tuổi. Đúng 46 tuổi mà nhìn thấy thấy con thấy như mẹ già quá trời ơi. Bả 62 tuổi mà nhìn thấy đẹp lắm, trẻ hơn ổng nữa. Giàu mà đúng như là người ta giàu người ta có tiền á. Đúng không? Người ta làm ăn uống trong nhà dọn dẹp đó là kêu mấy đứa bán vé số vô dọn cho bả ăn tiếng. Tiếng ổn như tiền nữa. Ờ vậy sao? Ghê vậy. Ờ mà có hai chồng mà không hai chồng không mà bả không có dọn ta giàu có tiền dạ. Mướn rồi à mướn mấy đứa cái số vừa dễ chém rồi đầu mỗi lần ăn mỗi lần quá chứ hai lần ăn uống xong là mướn hơn cái số cho ba mướn rồi giờ này nói tính ra ngoài này cũng giữ ta giàu tiền quá nhiều rồi giờ tiền là nhưng mà có hai chồng mà cũng đâu có nhiều cái chén gãi lắm rồi mọi chắc mỗi ngày mỗi đi chợ mà đặt dịch thiện đi chợ vậy mua một ngày vậy một triệu mấy. Mấy người nghèo kia mà ai không có đồ ăn cho trời ơi mua cho mỗi ngày luôn vậy, tốt quá à, vậy là cô đó cũng tốt đặt dịch thiện cô vé số cũng được vé tính tiếng kiểu như bà ở thành phố vậy đó vé không có tính người dọn tuổi cho mình chăm sóc cho nhiều thành ra nhỏ bán vé số phái liền phái liền gì tới cử là nó lợi nó kiếm bà nó dọn khoái liền cái gì trời tự tiếng là bà cũng cho chăm đi số cũng có hai ba trăm ghê ta còn con lấy số đó dọn tự tiếng họ vậy bán cái số hết thì nó mới lợi dụng à sướng luôn trời bị bà dặn nó dạ là chị bán số là mối luôn á mối hai ba trăm chết gì nữa gặp bà bởi nó nhìn mặt tôi cũng biết à đúng là thật chứ cái người hiền mà cái người ta làm phước như vậy mà mấy người đó chết sớm hay không tôi đi chợ mà ai không có
liệu mua này gì bánh cho chặt à. Không có mùi một không vậy, mùi một không còn có 7401 à, có gì số 1 hả, có gì số 1 hả, có gì số 1 không phải không, 7401 không vậy là cái bà này vậy là cũng hên đó cô, vậy là con nghe người ta nói không, sợ là tìm không được hết luôn á, tại vì sợ là thời gian lâu, tại vì ngay bữa mùng hai đúng không, mùng hai mà tới bữa nay là nó tới mười mấy ngày là con sợ cá đang á, tìm chưa được là công an nó dí ra đầu cầu để đón nước lớn đứng đón nè, cái cây với cái lưỡi hái trâu nhận kéo rồi trâu nhận chết rồi à. Là chừng nào tìm đầy đủ ta mới nghĩ công an mới nghĩ à. Không mà bây giờ các cô này giờ vậy là cổ cũng được gom hết là cũng may mắn lắm rồi đó, chứ là thôi là con sợ bị sắt thất lạc mà bị cá ăn luôn á, cá là con nó nghĩ hết á, đúng rồi hên á, làm biết tham ở châu từ đây mình ra tới hoàng nghĩ đi mỏi ghê ta, châu xa dữ ra ngoài đó, ngoài không lớn rồi à. Nó định bệnh lên xuống hoài, ra ngoài chạy mạnh lắm, nhưng mà tôi nghĩ hai cái bàn tay nổ quá, sợ mà tiện được không? Tôi sợ hai bàn tay, sợ nó không nổi lên, hai cái bàn tay khi chắc nó sình lên chắc nó nổi bự, nổi ghê. Cái đầu chỉ cái giò mà nước cạn nó nằm trên bãi, nước lớn trôi lên mà còn mắt đen như là chó thui vậy à, chó thui vậy à, ghê là ừ. Giống gì vậy, mắt đen luôn rồi chặt người chết, ta nói thằng này nó can đảm, nó chặt rồi nó còn tiêu thui rồi nó mới liền à. Còn nắng thôi chứ đâu ai thui. Đúng rồi vậy mà con nghe mấy người ta hô thui nhưng mà thực tế cái đó là không phải thui, không, nắng ghê hả, nắng mắt cạn thì nước cạn, mắt cạn lên ờ, nám thì nước lớn nó trôi ờ, đúng rồi, nếu nhầm người thấy thì nó thui, đúng rồi đúng thui. Rồi mà ví dụ như ông này mà ông thui nữa là ông còn dữ nữa, anh không ví dụ như chặt còn thui nó giống như thui nó ghê nữa à, người nào cũng nói chắc thằng này nó tự giận, nặng quá, sợ quá, tự giận à. Thì vụ án kết thúc rồi đâu có điều tra được yeah. Mà cuối cùng khiến nó không tự giận còn trống yeah. Mà thôi cũng chết thôi yeah. Nhưng mà hỏi mời cô có nghe cái chú có cho không, chưa mấy cái đó bên cơ quan chức năng ta đang ấy rồi. Chỉ là... chú quay hiện trường ta trở về ta nhốt mẹ rồi yeah. Là... sao quan hệ biết nó ra sao, đúng rồi ừ. Chắc là chú này cũng đi thôi theo chắc cô kia thôi, tử hình rồi đó yeah. Chắc đi theo cô kia thôi chứ làm sao được, nào làm sao còn được, mà phải nó nước là nó tự dẫn chết rồi còn yeah. Thôi phải hỏi mà dựng lên trường mà dẫn lại cái chỗ mà chôn chưa đó, cho ông nhìn ha, chân ghê lắm à, dễ gì nó cho ờ, ví dụ như đội mà xuống xe anh chúng ta quay hiện trường đó là công an, vậy người ta sắp hàng hai bên gừ hết trơn. Chẳng lại ờ này nè, ông làm là chỉ từng cái á, vớt được á. Ghê á. Ủa nhưng mà cái đó công an là đầu tiên là công an có hỏi ông là khi ông chặt ra là ông chặt cái nào trước ta, chặt đầu á. À biết. Ghê chưa? Đứng coi đứng gì cái người ta đâu có cho mình lợi tác dạ, tính này cũng ép lệ còn nó thì vui vậy, bữa đó cô có lại đằng đó cô coi không, có đứa cháu nó đi coi dạ ghê thì chứ gặp ấy dẫn lại lại ngay chỗ chôn á, nói cái này là từ phòng cô thấy nè, có người ta hỏi lỡ giết chết rồi thôi đi mà cắt thì khúc dạ đúng rồi thì nó nói cắt
vậy nó phân hủy cho lẹ ăn đừng phát hiện. Trời ơi khôn. Mà không nhờ ngờ công an phát hiện thì nó chịu. Ghê vậy trời. Mà đường nào cũng phát hiện rồi cô ơi. Số muộn tại vì hai chồng nói chung mà cũng chở nó tiêu rồi lâu quá người ta cũng nghi ngờ. Đi công an ngày hay ngày sao mới bắt. Vậy là khi ổng xuống tay với bà như cái gì đó rồi là cỡ bao nhiêu ngày là mình mới phát hiện đó thôi. 3-4 ngày phải không? Thì là giết bà đó. À dạ dạ. Giết cái tình lễ mà phát hiện rồi. Cái tình lễ bày nó chơi đó. Dữ vậy trời. Nó mới chơi 3-4 ngày nó mới nổi. Ghê hả? Nếu không phải liệu mà nổi liền. Bởi vậy sình luôn rồi ha. Sình luôn rồi. Sình đó. Ừ, gần 7 ngày sình luôn rồi. Ghê. Mà hôm nay ổng về ổng mà bà đi rồi người ta đi tìm cần hơn biết đâu thì biết đâu được luôn chứ nó liễn xuống châu trong châu mà rồi bỏ bụng đó lớn hơn giống như mất bánh da ra mà mất ra rồi sao sao hẻo phổi nghiêng gan nghiêng trái tim nghiêng chùm ruột nghiêng chùm ruột kéo ra trời ơi trời tay chân nào mà làm được vậy hay chứ vậy như mình làm con heo cũng vậy mình cũng ớ ớ không đúng rồi nhưng mà này là người cũng ở chỗ nào bởi má nói chuyện là lạ hồi đó giờ mới nghe lạ chuyện này là lạ đó ở chuyện lạ mà công an ở ngoài bộ mà vô tới đây để biết cỡ nào vô tìm chuyện nào được không thì con cũng có nghe mấy tin mà chỉ chồng giết vợ vợ chồng rồi về đúng xong rồi à. Về xong rồi chứ đâu có vụ này đâu có nhiều khi ta giết lỡ tay giết chết cái người ta buộc dây ta treo là vì chuyện giả có mà không nghe chuyện này còn cái này đâu mà cổ nó thẻo từ khớp lên không trời cô có coi trên bạn mấy chồng giết vợ chồng nó cũng đơn giản vậy thôi à vậy chứ ở Thủ Đức mới à hôm cũng hai mấy tết á tới thằng đó nó muốn nhỏ này không chịu mà mượn qua thiên đồ mà nó đặt cái đồng nó cũng thẹo nó chặt khúc dùng vô bao trời ơi trời ở Thủ Đức mới sao bà này gì lúc ra tình trạng này nhiều hơn con chồng với vợ chồng á nó chặt ra không rồi giờ ta không chịu cái chặt không nhưng mà không nhưng mà cô phải nói là cái nó cái nó cái ông đó ổng thẻo khớp thì cũng hay quá trời ha. Ông này chắc ngày xưa chắc ổng có mần heo hay ổng lòng heo hay là ổng mần bò gì nè ổng mới biết đường thẻo chứ hay chứ giống như là dân này dân có mà có làm heo làm bò ghê nè cũng có nghề đi làm chậu kiển không đó có nghề đó mà nghề chậu kiển chậu bây giờ còn mấy cái chậu làm kiến đó đổ xi măng được có bông hoa đàng hoàng à còn đâu có chục cái để mà nhà đóng cửa giờ bỏ luôn chứ đâu rồi ai dám vô sợ rồi chết vô nói vậy chứ chết đâu thì cái quan hồn nằm đó mà như vậy là nó linh dữ lắm quan hồn nó còn biết chơi chứ cứ nó hoài đúng rồi. Mấy người nói tại bà chơi thì lưu ban rồi lưu ban phản vậy vậy võ sư trong nhà bà có hai cây kiếm ừ nhà bà có hai cái cây kiếm nữa con cũng gì sáng rồi bả mai múa võ hay là chiều đó bả múa luyện nữa vậy là cái ông này là của ổng chơi bả lấy cũng như là ổng xuống tay như bả là bả xuống tay lấy ổ ổng xuống tay lén ha chứ mà xuống tay chết mặt là cũng lợi bả ờ tại vì bả đã bả có nghề mà con này bự không bả ở ngoài không thấy cái hình cũng nhỏ gọn hình đẹp lắm ở ngoài không biết bả. Ô vậy là ông này. Ở dưới bả đi lên tới chợ Bến Thắng bả đi về rồi bả đâu lên khúc này vậy. Dạ. Vậy là ông này ổng mà ổng xuống tay với bà là ổng xuống tay lén. Lén à. Ngủ chết luôn không ai biết. Ghê ta. Ngủ mà ổng lại ổng cầm cái kéo dưới là cái búa. Ổng đóng vô. Mới sao rồi đóng.
Trời ơi chào đi, kinh thì tắm mấy sao ót này, ví dụ như quết cái cô đang ngủ xong à, à. Thì người cô đang ngủ cứ như là vợ chồng mình bắt đầu đâu đâu ngờ như là ngủ bình thường như chồng nhà mình hàng ngày mà rồi mà ông xuống tay là ông đã tính thời thấy nó ngủ rồi ông ấy luôn thấy ngủ mê nói chứ khi mà ngủ mê rồi khiên liễn xong chưa hay nữa ghê yeah, chứ mình ngủ là ngủ mê mà khiên liễn xong chưa hay nữa ghê thiệt. Còn cũng ớn thì ông nói mà bây giờ ổng ra đường chắc ai cũng trốn hết sợ ổng hết dạ làm sao ra được vô phương giờ yeah. Phòng tối vậy mà nghe người ta đồn người ta nói vậy chứ mấy người tội vậy vô không ăn cũng đánh dữ lắm nói vậy mà biết có không á biết dạ thì con cũng nghe nói thôi chứ mình tôi nghe nói nói mấy người tội đó là bị đánh dữ lắm hành hạ cái xác của ổng đi ác quá mà chừng nào hết cái nghiệp rồi mới chết tết nữa ổng cho tạm tết nhất chơi còn ba đứa gì trường Mỹ về thì bữa công an với cái mình đó nó về đang ở thành phố công an nó ba đứa con ở Mỹ hay gì ở thành phố mà anh ta cũng chắc về với công an vậy vậy đúng người dạ. Ta đâu biết đâu mà nó tìm dạ nhưng công an thành phố xong với xuống Vĩnh Long người mới về Tâm Bình dạ. Mà dẫn tới này kia được nghiệp vụ của người ta giận dữ lắm làm cái gì người ta cũng biết hết yeah. Hay thủ phạm hay lắm ủa nhưng mà chú này con này có đứa con nào không con không mới chưa, ở đây mới ở chưa có con rồi về đây ở đó cái nhà đó mới có 6 tháng về mới có 6 tháng mà làm kết hôn thì mới có 3 tháng à, trời ơi đã làm kết hôn rồi kết hôn đặng nha nhập quốc tịch Mỹ trời đi ơi ơi vậy quốc tịch Mỹ luôn bả là quốc tịch Mỹ đó, chứ không phải Việt Nam mình chuẩn bị đi Mỹ mà sướng vậy mà sao mà tự nhiên hưởng thụ khỏe chết như chứng mộng tại cái số chú này là chú không được đi Mỹ chú không được đi Mỹ không thì ổng dư bả đi xuống dư đi bán muối hết gặp nhau à. Thì bây giờ là ổng đã ra tay với nó dưới cổ vậy thì ổng cũng phải đi luôn hai người đi bán muối hết như vậy chứ sao vậy thì nói chung là cái này là cũng số phụ mà chứ nghe mấy người đó người ta nói vậy nó cũng như là ổng ở cái bà này ăn uống là thoải mái nhưng mà không có quyền à nắm tiền đúng rồi tại quyền hành gì cũng của bà hết đúng rồi ổng không được quyền thành ra ổng cũng ơi cũng bận bả xài rộng rãi cho người ta vậy đó người ổng không chịu cái phản vọng đó à khi dư luận nói thôi chứ mình chết thì có biết gì người ta nghe người ta nói gì cái nói chuyện bây giờ mặt hài vậy nói mà có hay không đâu có biết được mà điều mình đánh giá đi theo ổng thì là đúng đúng rồi tại vì tài sản của bà không ăn uống xài thoải mái thôi chứ làm sao được nguyện trời đã mình ăn uống thoải mái vậy còn mừng muốn chết rồi tôi kêu đòi nắm của anh ta sao ta đưa của cho nắm được dạ đâu phải là thằng này còn vợ một con ở Cà Mau mà ủa là có vợ con có vợ con ở Cà Mau mấy nhà mấy trăm triệu với Cà Mau nó bỏ xứ lên đây nó làm nghề đó đó dạ. Rồi bà cho mấy trăm triệu với nhà lên đây ở trời thật ơi ta đầu vậy đó mà chết rồi ta nói tầm lâm hết không biết làm sao yeah. Nếu có vợ con bình thường còn bà này chồng chết thì chồng có vợ bé gì ông có nghề gốm giỏi như ta nghề giỏi vậy đó chồng bà này có cái nghề chồng về đây gặp cái vui cái bài kiểu tại á sao hết nổi phải là thương ổng quá thì theo bả luôn chứ bả ổng mình bả có phi gu rồi
con cái cậu con đưa thì tìm. Ở bển hết, thằng bá ở con mình, ở chị em được thôi. Dạ. Người thằng này nhiều khi nó cũng ngọt quá, người bà nhiều lắm. Dạ. Chứ tướng ổng nhìn gâu kia rồi cũng xấu. Xấu quá à. Thì hình ổng ở dưới bả nằm trên. Ủa sao sao mình không thấy đâu. Tại không có lùa lên trên, chứ bả ở trên, ổng ở dưới. À. Không nghe tùm lum mặt của ổng thỏng nên tôi chụp lùi. Dạ. Nhìn ổng già hơn bả. Bả 62 tuổi mà bả đẹp hết, rất đẹp. Tại vì dân đó là dân có tiền con nên người ta sửa sạn. À, còn còn mình nghèo là tiền đâu sửa sạn. Nghèo giống như ở quê mình là người 30 tuổi cũng như là con có mười mấy là con đây mấy tuổi. Giò cản đồng hoàng không? Cái giò bả lúc nổi thì thấy sân bóng giò, ta biết đàn bà người rồi cái đụm cái đầu mấy người đó nói chắc bà này cũng khoảng bốn mấy tuổi. Chân mài, xăm môi. Nói bà này chắc cái dạng bà bị gì sinh với cái nám luôn. Người ta nói nha, chắc cỡ 4 mấy tuổi, 4, 6, 12. Trời ơi. Đến 4 mấy tuổi thôi. Dạ đi mà các bạn ơi, thì sớm bạn thì Tí La Lâm bạn thì cũng có xuống ở chân chỗ chợ Mã Tấu bạn và ngay chỗ huyện Tân Bình tỉnh Long bạn, thì cũng Tí La Lâm thì cũng hầu là những cái dân ở nơi đây thì đã có lỡ đã lụm nha là cái xác người phụ nữ đó chưa đó bạn. Thì những người dân ở dưới ngay gần gần chợ Mã Tấu bạn thì đã nói là đã lụm đầy đủ hết người phụ nữ đó rồi đó bạn. Thì thôi giờ đó bạn, thì Tí La Lâm cũng kết thúc video ở đây luôn các bạn. Thì mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho Tí La Lâm bạn, hãy cho Tí La Lâm một cái chia sẻ và cái đăng ký kênh luôn các bạn ơi. Giờ Tí La Lâm bye bye các bạn. Bye bye.